2240 bớt 5.000 là gì? 2.240.000. Em chuyển cho chị nhé. Được. Được mà, vâng. Đây. Nếu chưa được thì chị bảo là em nhé. Được. Tí nữa mà còn là thiếu đi. Vâng. Có vẻ như là cái đoạn kia là nó đi nó dễ hơn chúng ta. Đoạn này thì có vẻ như là đường nó nhiều ga hơn. Có anh ạ. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nọ thì cháu Lực cũng có bảo em Quân là làm lại cái phần chuồng lợn đấy các bác. Tuy nhiên là đến hôm nay thì em đã làm xong rồi. Nhưng mà còn thiếu pro nên là mấy anh em là sẽ lên chở luôn. Hôm nọ thì Quân tính là được tầm bao nhiêu tấm nhỉ? 12 tấm ạ. 12 tấm à? Ừ. Cháu Quân xin chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. 12 tấm thì cái này thì mình có phải lấy cái phần trên này không? Có phải lấy cái nóc không? Không lấy đâu. Không lấy nóc là. Vâng. Chị lấy cho em 2 tấm pro á. Buộc có thể là buộc xong rồi xong là gửi lại tiền, gửi tiền sau chị nhá. Vâng. Lấy đi. Cái nóc sợ thiếu cứ lấy. Vâng. Như Quân tính là bảo 12 tấm là đủ đúng không? Bây giờ một tí là có ai hộ Quân không? Có à? Thì cứ làm đi, lấy đi làm xong đi. Vâng. Mấy anh em mà sẽ chơi bằng xe máy để mà chở luôn các bác. Thuê ô tô thì cước nó rất là cao. Chắc là giờ chưa có ô tô vào đâu nhỉ, để dưới đường một tí nữa. Cái dây co vừa rồi đâu hết rồi Quân? Cầm đúng không? Pro này là có hai loại hả chị? Loại này có một loại dày hơn đấy nhỉ? Không, nó chỉ dài hơn một tí thôi. Thời tiết mấy hôm nay thì có vẻ như là khá là nắng một chút cô bác ạ. Hay như hôm nọ thì báo rất là lớn. May là phần phía mảng bên Tây Bắc bên này cô bác này không có mưa đá, chứ còn bên Đông Bắc kia như Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh thì mưa đá rất là nhiều. Đang kia hộ anh nhấc tí. Ra đây. Chú à. Ở đây anh nhấc tí anh mời ăn kem. Từ từ mấy tấm này thôi. Có vẻ như là mấy thanh niên này hình như chưa bao giờ quay phim hay sao các bác. Rất là ngại. Chở Quân chở được bao nhiêu tấm một? Chắc tầm 3 tấm. 3 tấm một à? Ừ. Từ từ lấy cái pro, lấy cái kia ra buộc. Đây 3 tấm một rồi. Kéo ra đi. Cháu phát 3 tấm luôn á. Ủa phải luôn. Thôi nhá. Nhớ 2 tấm nhá kia đó. 2 tấm.
À, cua này hộ anh bên kia sang bên này thì chỉ biết chở như thế. Vào. Mà bên kia. Quay lại Quân. Đấy. Chở đi tí nữa mới dế đi. Thêm vào một tấm nữa. Chỗ em cầm nhá. Vẻ như là vừa rồi xe này nó hơi gần hay sao. Xe hết rồi. Xe này thì tôi có bác Quân thì cũng mượn một quả nhà chú ấy, thành ra là chú cũng kiểu không có sửa cho lắm hay sao ấy. Ba tấm đi đường đấy Quân. Đó. Vẫn ăn hả? Xe này thì là biển là A thôi cô bác, là chỉ cần là đội mũ bảo hiểm là vào là được rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì hôm nay xin phép là các bác là chắc là không có đội mũ bảo hiểm rồi anh em ấy. Đây mà có thêm 342 là 4 xe à? Mày gọi xử xuống thì em ấy lại bảo là trong thôn có người mất cô bác, thành ra là không có xuống hộ em Quân được, không là có cả em xử nữa. Hả? Bác lấy điện thoại đi kêu. Không cần đâu. Quân này bây giờ buộc ở bên kia mất nhá. Anh gửi tiền cho chị nhá. Em chuyển khoản đi nhá. Tổng tất em chuyển khoản nhá. Đây chắc được rồi. Hộ anh ra bên kia nữa. Ông cứ lấy đi xong lập sợ tí thiếu hoặc kiểu gì thì trả tiền sau. Trả tiền sau à? Sợ tí nó thiếu. Vâng. Tí Quân tính 12 nhờ, sợ đến lúc lại thiếu 1-2 tấm sao. Vâng. Được không? Chắc là được thôi nhỉ, không cần dùng cây đâu. Từ từ nhá. Đảo nhá Quân ạ. Ôi ôi, tí nữa kẹp tay. Nào anh đẩy một tí. Đẩy được không? Không được à? Được chưa? Lấy ra cái tấm bìa anh để trên kia Quân. Không tí nó đứt dây cò ấy. Buộc từ cái một rồi Quân ơi, đây. Đây, ở bên kia nhá. Bên kia là cũng có các bác là đợi để mà cùng mình vác pro xuống rồi đúng không? Thông cảm đi chú nhá. Đây Quân này, buộc đây Quân này. Sắp đổi xe rồi. Sắp đổi xe rồi. Đừng có nhấc cái, đừng cầm tay nó đấy. Buộc cái kia. Buộc cái kia. Đây. Nào, xong kéo đây. Đây. Từ nhá, cầm nhá, cầm xe nhá. Ngay mà có thêm sử hộ nữa thì ba xe cho nhanh hơn nhỉ. Hai xe thì anh em đây đi xuống bên này. Hai xe thì anh em phải làm được chưa? Cứ buộc đi để anh cầm cho. Chi nó đổ ấy. Từ từ Quân này thả thảm tí nào. Thảm tí ra cái này bị tuột rồi.
Từ nhá, thả thảm tí nhá, thả lòng tí nhá. Thả thả đi. Tí là gì? Đây, buộc như vừa rồi anh bảo ấy. Đấy. Có vẻ như là cái... Rồi. Đấy rồi, đi đi. Cô có đổi được dây co không Quân? À đây em gửi dây co đây chứ nhá. Quân để đây. Khoan không đẩy đấy chị. Từ từ đã. Rồi. Ôi có vẻ như là thêm cũng được ấy. Thật. Có vẻ như là thêm cũng được ấy. Có vẻ như là cái đoạn kia là nó đi nó dễ hơn các bác ạ. Đoạn này thì có vẻ như là đường nó nhiều gà hơn. Đâu anh gà? Cho xong ơi, từ từ lên Quân nhá. Đường hôm nọ vừa mới mưa lớn xong ấy, cho nên là cảm giác là nó có rất là nhiều cái ổ gà. Đây, vừa rồi bảo là chở thêm cũng được ấy cô bác, nhưng mà cảm giác như là vừa đi thì cảm giác là xe nó vừa nặng hơn sao ấy. Trong thời gian qua thì cũng được là các bác yêu quý tới em Quân thì cũng gửi cho em Quân rất là nhiều những cái phần quà và giúp cho em cưng cho em Quân phát triển thêm cả về cái phần kinh tế nữa. Có thể là thời gian đầu thì nó sẽ hơi khó khăn đấy, nhưng mà thêm một thời gian nữa khi mà dê này lợn mọi cái này nó đi vào ổn định nó lớn hết rồi thì đến lúc đấy em Quân lại mua thêm. Lúc đấy thì các bác là đã tạo bàn đạp cho Quân rồi. Từ nhá. Quân à đâu. Ui, tí nó đổ. Em là cameraman hộ anh kéo kéo xem. Kéo xem xong. Đấy. Hai bạn. Được không? Thế thì nhặt cái miếng miếng kia ra đây. Đấy, cái miếng kia. Cục đá cũng được. Ê, ê, ê. Sao nó biết trôi nhỉ? Đấy. Vứt 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 được cho anh. Tứ Quân, phải cần người giữ đây em. Không à. Xe này là vừa rồi Quân mượn bác là cũng bác cũng cho mượn đúng không? Bác bảo lúc nào cần thì cứ lấy à? Chắc chắn là đi là mình phải đổ xăng rồi.
Nếu mà có một cái phương tiện như này là lúc đưa bà cứ thả ra đi, Quân cứ thả ra đi, em cứ thả ra đi đấy, để anh giữ rồi. Không để vừa rồi không để chân chóng à? Cứ để chân chóng xuống đi. Thì tí nó mới đổi ra kia, nó mới có chân chóng nhỉ? Đây. Từ đây xuống nhà Quân thì độ rơi đi bộ tầm 20-30 phút nữa đấy cô bác ạ. Nào. Đấy, cầm, đừng có xô vào cái xe kia nhá. Được chưa? Như thế nhá. Đặt lên trên cỏ được không? Đây nhá. Đấy, bây giờ thì tiếp tục là xe của anh. Thật nhá, nó bật vào mặt tí mét mặt luôn đấy. Lúc đây lấy nhiều hơn một tí cũng được. Ra bên kia, ra bên kia. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Chưa? Từ từ để nó. Đấy. Bây giờ thì anh em mình ra bên kia là ăn đấy nhá. Đấy, từ sáng đến giờ thì ở dưới nhà Quân thì vẫn còn đang là mấy anh em là dựng nhau cùng hộ nhau là cùng dựng cột đấy cô bác. Tuy nhiên là vẫn chưa quan gì cả, lên trên này để ngày hôm nay chở phần Pro ra hết luôn, ngày mai là có thể là ra hộ Quân lập. Bây giờ ra quán ăn phở đấy nhá. Cái đây kẹp được không? Kẹp cho anh nhá. Anh em mình tiếp tục đi thôi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Vừa rồi thì lúc mà mấy anh em về cô bác thì cũng bảo với lại bà là lên trong Pro rồi, không là tí để kia là Pro cũng không cánh mà nó bay đấy nhỉ. Cũng gọi là để đề phòng một chút thôi cô bác ạ. Mấy anh em thì cũng làm một hộp từ làm từ sáng đến giờ rồi, cũng chưa có ăn gì các bác, tiện thể là sẽ ăn phở một chút đã, ăn tí nước đã. Có một tí thì liệu có ai cùng mình bác xuống Quân? Có. Có à? Thì là có các cô là gia hộ à? Cô lại bác gia hộ à? Vâng. Vâng ạ. Bây giờ thì anh em cũng sẽ ăn phở của bác. Xin mời tất cả các ông bà, cô chú, anh chị là cùng mấy anh em ăn phở của bác nhé. Bye.
Con mời quý ông bà, quý ông chị cùng con ăn phở. Em mời anh ăn phở. Thôi ăn đi, anh em mình ăn phở nhé. Tí còn thêm là độ tầm 2 chuyến nữa. Phở này nước rất là đậm đà nha. Vâng. Mấy anh em ăn phở ở đây thì cũng ăn khá là quen rồi cô bác ạ. Hầu như là lúc nào mà không nấu cơm thì là ăn phở đây. Bây giờ thì cháu được sẽ xin phép là dừng ghi hình lại một chút cô bác ạ, để một tí nữa mấy anh em về sẽ tiếp tục là ghi hình sau cô bác nhé. Vậy bây giờ thì là chuyến cuối cùng rồi cô bác, vừa rồi thì mấy anh em ăn xong, chị bây giờ chị cho em gửi tiền nhá, em chuyển được khoản cho chị nhá. Xong tí nếu mà thiếu thì Quân nó lên lấy sau thì em lên gửi chị nhá. Chị vẫn dùng số tài khoản cũ đúng không? Vẫn cái cũ mà. Tài khoản không nó chuyển đấy. Vâng. Tổng của em là tất là bao nhiêu nhỉ? Cả xi nữa. Đâu, nhân rồi. Lấy chị nhân chưa? Chưa. Để lấy điện thoại. Chị lấy điện thoại nhân cho em. Cả xi nữa. Hết luôn đi. Vâng, gửi hết luôn chị, tất cả xi với lại cả xi nữa, Pro. 22 bao nhiêu? 8. Nói vâng. Si nhá. Vâng. Đây nhá. Vâng. Đây 170 gạo nhá. Vâng. Chị nhá. Vâng. 1765 nhá, 1765 giờ lại cái này nhá. 1765. 1765. 2245. 2240. 240 à? Bớt 5.000 rồi chị. 2.240. 2.240.000. Đó, em chuyển cho chị nhé. Được. Giờ mạng đang đây. Nếu mà chưa được thì chị bảo là em nhé. Được. Tí nữa mà còn là thiếu đi. Vâng. Thiếu thì em cho. Vâng. Cho Quân nó lên lấy sau nhá. Cảm ơn chị nhá. Vâng. Chị ơi em đẩy với chị nhá. Quân hậu anh đẩy ra. Xong rồi Quân lên xe của Quân. Rồi. Vừa rồi thì có vẻ như là có bà lên vác một vài tấm đi rồi. Này, anh giữ cho. Từ từ nha, để anh lấy cái cục đá đó. Đây, có rồi đây. Chỉnh đi Quân. Quân chỉnh đi cho nó xuống đi. Chỉnh nó xuống đi. Xuống nhá. Nặng quá. Ôi ơi. Nặng quá không đỡ được. Xe này thì có vẻ như là chú bác của Quân là mua từ khá là lâu rồi. Xe này bây giờ chắc bán chắc được tầm 1 triệu mà, 1 triệu dưới không? Hôm trước họ tưởng cái của em, họ cho 2 triệu. 2 triệu á? Vâng. Từ nha. Rồi thả xuống đi, thả xuống đi. Đấy. Ôi giời, sắp đổ xe rồi. Sắp đổ xe rồi. Cô anh Phan. Ôi, mình chỉ được xe rồi. Thế thôi á? Vâng. Ui giời. Anh phải đi cái đâu nó. Đặt tấm Pro xuống đây. Đấy. Ui giời.
Bây giờ thì gọi bây giờ thì nhờ các bác lên cùng mình vác tí, đang lên rồi à? Chỗ này thì nếu mà để mà hai anh em mà vác cho cô bác 12 tấm thì chắc là từ đây là đến tối luôn đấy cô bác ạ. Anh em mình bây giờ vác luôn đi đi nhỉ? Đinh thì ở nhà có hết chưa Quân? Có hết rồi đúng không? À. Rồi. Hôm qua em mua 1 cân. Hôm qua là em mua 1 cân à? Nếu mà như có đường xe máy đi vào nhà Quân thì lại nhanh quá nhỉ? Lại đến tận nhà luôn. À. Anh em mình đi chỗ mát mát là nghỉ ngơi một tí nhá. Pro này vác nó còn khó nữa chứ. Tại những kiểu nó thành cái gờ ấy. Là thiếu thêm à? Vâng ạ. Sáng nay em lấy được 3 cây, còn thiếu 1 cây. Vâng. Lấy để tí lấy đóng bô tô xuống. Đó. Sáng nay thì hôm qua anh đào. Vâng, bà đào. Vâng. Hôm nay không ạ. Vâng ạ. Sáng nay em chặt trước kéo xuống ạ. Vâng ạ. Thế nào? Bị ở đâu?
Ồ, thế là vừa rồi là thấy bảo là dao trúng tay sao cô bác? Nào chú xem nào, bỏ tay ra, bỏ xem nào, xem có to không? Ôi đây một vết bẻ tí này cô bác này. Đấy, cũng không có to mấy. Có đau không? Đau không? Hiếu có đau không? Trả lời chú, có hay là không? Có. Có ạ. Có ạ. Nào nào, không không. Không làm như thế nữa, tí nó chảy máu ấy. Tí nó chảy máu ấy. Tí nó chảy, chú thôi cho. Nào Hiếu khoanh tay chào con bà đi, khoanh tay. Con chào các ông các bà. Rồi khoanh nhìn nhìn ra kia. Con chào các ông các bà. Con chào các ông các bà. Chúc các ông các bà. Chúc các ông các bà. Thật nhiều sức khỏe. Nhiều sức khỏe. Rồi. Có đi cùng chú Vác Pro không? Ừ. Đi không? Không. Không đi á? À? Thế ở nhà nhá. Ừ. Đi lên trên trong Pro đi, tí Pro mất đấy. Nhà. Nhà đi không? Không đi à? Thế Hiếu ở nhà nhá. Tại hôm qua thì Quân cũng là tự làm được cô bác này. Thế là đây là Quân là tự làm à? Đây là dùng cái gì đục đây? Đây là thợ, nó thợ khắc có. Thợ có à? Vâng. Thế là thuê à? Vâng. Thuê người ta làm à? Vâng. Thuê người ta làm bao tiền? Họ bảo 150, xong em nói bảo giảm cho em một tí, xong ông kia chỉ lấy 100. Lấy 100 à? Vâng. Thế lấy 100 với lại thêm là tiền phụ mua đinh là bao nhiêu tiền nữa? Em lấy đinh 50.000. 50.000 à? Thế vâng. Là tổng là 150 đúng không? Vâng. Thế là một tí nữa anh sẽ gửi Quân là 150 nhá. Vâng. Mua là tại vì cái phần này là anh đã xin các bác là trích cái tiền quý ra để mà làm rồi. Vâng. Đấy. Tí nữa anh sẽ gửi cho Quân là thêm 150 để mà tiền tiền đinh với lại tiền Quân mà thê thợ người ta đục cái này ấy. Vâng ạ. Đấy thì tiền đấy thì em đi làm cái gì mà có được? Em đi hôm trước chú Hầu ra quầy, chú Hầu ra nhà em thì cho Hầu cho. À, chú Hầu cho à? Vâng. Là chú còn cho bao tiền? Chú cho 350. 350 à? Vâng. À thế là thuê mất là còn bây giờ còn 100 à? Vâng. À thế thì tí anh gửi cho cái đấy. Vâng. Hôm đó là chú Hầu ra tận đây đúng không? Vâng. Đấy, bây giờ thì anh em lại tiếp tục là lên trên Vác Pro của bác. Hiếu có đi không? Có vẻ như là Hiếu thì vừa mới bị dao cắt phải tay của bác, cho nên là không có được trả lời nhanh nhẹn cho lắm. Này lẩu nóng lẩu à? Có à? Ý ông về ông bóc. Thì ông về là ông bóc à? Vâng. Có vẻ như là vừa rồi cháu được nhìn thấy là ông lên trên là tiếp tục chặt rồi cô bác ạ. Thì nhà là còn thiếu là một cây nữa. Ông lên trên này chặt cái cây sau mộc này cô bác. Bé đây bé đây cũng. Ồ xéo còn là cuốn bẹc à. À, vừa rồi thì cũng được bác với lại chị là lên giúp em Quân một chút. Bây giờ thì còn độ đâu đó là tầm hơn 10 tấm nữa cô bác. Ngổn ngang ở đây. Lạc náo này. Yo thiếu tờ Quân hả có lạc chưa? Lá ngao bẹc bật chẹp cho mẹ đúng không? Sao chị lo nè? Con cứ tập vào đây, cứ tập đi nè. Theo qua tôi cũng ngao ở bẹc ở đây. Theo qua đây đây chị. Ở ba tôi lắng á? Qua mới phải qua chăm đã. Một cái đi xe vào mặt làm việc này. Hả? Làm việc này. Ôi. Không chẹp thiệt nắc à. Ui dồi. Ui
chỗ này thì có vẻ như là rất là dốc rồi. Cảm giác như xuống dốc nhiều, chân nó không cần bước hay sao, nó cũng tự đi ấy. Ôi tí quân đẩy lại cái này đi. Em tiền đi chạ. Biếc nó lên chút thẹc đi. Làm một tấm thì đi nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà làm mà độ tầm hai tấm thì cảm giác là đi nó bị hơi chóng mặt một chút thôi. Bây giờ là phải nghỉ ngơi một chút xong mới nói chuyện được đấy. Trên kia còn mấy tấm nhỉ? Mỗi người một chuyến á. Quân để đo lại xem là pro có đã đủ chưa, nếu mà không đủ thì đi chở luôn. Nàng thấy răng con nàng nhỉ? Cho các bác đo hộ em Quân xem là pro đã đủ chưa các bác, để mà nếu mà chưa đủ thì tiện là ở trên kia là hai anh em là đi chở luôn. Ô cái tu du nốt tên chay. Ô một tu xin chia vào. Cái đi cho Quân là đo thôi. Làm như vậy thì cũng rất là chắc chắn cho các bác chủ đấy. Thì hết thằng ha cả mấy anh cả luôn kìa. ทำนี่เออไว้จะปานอ๋อจะสิดีกว่าทำนี่จ้ะไปพอมันลงหาแต่ละปลื้มถังได้ใช่ทุกตัวจริงๆนี่ทับหาทับบุกในปลื้มก็บุกแข่งกันเด่นโอ้โหอุ้ยเย็นทุ่งหนึ่งจริงโอ้โหเนี่ยแต่ทำไมต้องเป็นคนแบบนี้มาทำนี่ เนี่ยเฮาก็มีความเอ๊ะทำไงมาถึงชาถึงเจ็บนี่ใส่เฮายอดจริงเหรอเนี่ยอ๋อสมมุติว่าซื้อมาปีจะถึงเจ็บแล้วเหรอบางปีเลยถึงเจ็บทำเนี่ยนี่ถึงช่วยต้นช่วยต้นนี่เนี่ยไม่มาปีอ่ะแต่ยังถึงเจ็บตัวเป็นเลยปั้นๆเองว่าสิตัวเป็นนั่นปียังถึงเจ็บบ่ช่วยต้นเนาะจึกก็ไม่สักเท่าไหร่ทำไมต้องนะ ไปเดี๋ยวจิ้มงานเราก็มีก็ฝ่ายเส้นมาสองตั้งเท่าไหร่ตัวเต๋อมาที่ไหนอ่ะเยอะไหมดีเยอะเลยอ่ะมาดู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 ด
Tí nhỏ, tí. Tí thì thăm tay rồi. Nó pin đâu, nó bị à, nó cứng. Căng. Thá bị cả cứng đây còn mà, em bị cả cứng bé lắm mà. Thì cứng này liệu cho chỉ đẹp lắm mà. Đấy, vừa rồi thì em Quân có đo lại của bác ạ, bây giờ thì còn thiếu là 3 tấm nữa. Thì sẽ để em Quân lên trên đấy chở thêm là 3 tấm nữa. Đi lộ, ôi ôi ôi. Có vẻ như là cái đá xếp thì có vẻ xếp từ rất là lâu rồi. Ai lùng mồm này nó một sắn lúc nó sắn sắn không sắn phân nó nọ thế từ mồm mèn thôi thọ khấn phù mới chỗ các mồm mèn thì ồn lên rồi từ nay thành nó buồn rồi bây giờ cả lên bây giờ cả lên thùng túi bây giờ nó tít tít rồi nọ bây giờ nó xéo nữa ấy đấy một lần thương mình chứ đứa mà thương thường cái vừa rồi thì Quân là đo lại là còn thiếu là độ 3 tấm đúng không? Vâng ạ. 3 tấm thì bây giờ anh sẽ ở đây là cùng các cô để vác thì Quân lên trên để mà chở nốt là 3 tấm về nhá. Vâng. Còn 3 tấm thì em cứ lên chở đi, xong là anh sẽ gửi tiền sau. Vâng ạ. Đấy, còn thức phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Trong thời gian qua thì cũng rất là cảm ơn tất cả các cô bác đã luôn luôn yêu quý tới em Quân, cũng như là yêu quý cháu Lực. Thứ nhất là yêu quý cháu Lực để mà cho cháu Lực đi làm những cái chương trình, đi giúp đỡ được những cái hoàn cảnh mà còn khó khăn. Đấy, còn cũng xin cảm ơn các bác đã luôn luôn giúp đỡ tới em Quân. Đấy, bây giờ thì như về phần gọi là phần kinh tế của bác, như lợn này, dê này thì cũng được các bác là giúp đỡ cho em Quân. Chuồng thì mình tận dụng lại của nhà bác. Thế còn là cái phần chuồng bên này, nhà chú ấy của bác, nhà chú. Còn là cái chuồng bên này thì hôm nọ cháu Đức cũng đã nói với lại chú rồi. Thì bây giờ cháu Đức sẽ là xin chú để mà làm ở cái phần trên này. Thì mai sau này nếu mà như mình có làm lại được ấy thì chú bảo là sẽ hỗ trợ mình lại làm chỗ khác. Đấy, thì cái điều đấy thì cháu Lực cũng đã thông qua với lại chú hàng xóm rồi, cũng được chú là đồng ý rồi, cho nên là tiến hành vào và làm cái phần chuồng trại của bác. Còn về tất cả mọi cái cây cối này thì là nhà Quân là tự có, cho nên là không cần phải là mua cây, mình chỉ mua pro này với lại si thôi. Đấy, mình mua bao nhiêu tấm pro này và mình mua bao nhiêu bao si ấy thì mày nhớ mình nhớ lại nhá. Vâng. Khi mà mình có làm lại chỗ mới đấy thì chú sẽ giúp mình như thế. Vâng. Rồi. Còn thức phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và cảm ơn các bác rất là nhiều. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Chú Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.